Xin mời mọi người đến với công ty của du lịch Hành Trình Miền Tây. Đây là điểm bán vé tham quan Tứ Linh Cồn Mekong Tour. Và nếu mà mọi người cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, xin hãy đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết những nỗi buồn đó cho quý vị. Vì ở công ty của chúng tôi có những nhân viên thật là xuất sắc, luôn tràn đầy năng lượng, yêu mọi người và dẫn tới mọi người một địa điểm tham quan khá là thú vị. Xin chào mọi người đến với công ty du lịch Hành Trình Miền Tây. Có đặt tour nha, lên cho mình nha. Lên mày bản nhạc đi, lên mày... như nhà như nhảnh không?